rồi là các bạn sẽ dùng những cái kiến thức mà hôm nay cô đã dạy các bạn, bắt đầu pha ra và tô và cắt điệu lên một cái bài đã có sẵn. Đây chính là rất là bất ngờ. Rồi được, cảm ơn lúc đang xem người đẹp, đang xem người đẹp luôn. Điều anh không muốn này cũng đã đến. Năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Xin mời cả lớp nộp bài, dừng bút. Rồi bây giờ cô xin mời nhân vật chính, xin mời thầy ạ. Đây là hình tôi của cô. Bản gốc trên kia, bản gốc này. Phát la đâu cũng chưa vẽ xong hả? Dạ. Nghe nói là khi em nhận đề bài em đòi đổi đề hả? Tại vì thời gian quá ít để vẽ thầy. Trong khi đó em rất muốn vẽ thầy một cách rất kỳ công. Cho nên là em thấy là đề bài này không phù hợp cho ngày hôm nay. Được. Em chỉ dành cho anh phải làm một câu là lươn. Thực sự nếu thầy hỏi cô giáo thì biết là em chọn cách khó nhất để vẽ thầy. Pha la chọn cách gì? Kê băng keo giấy rồi bạn ấy chia tất cả các thứ rồi bạn phải pha màu trước sẵn luôn, xong rồi úp bài lại pha màu sẵn luôn, xong rồi bắt đầu với tô. Rất là có chứ.